xin kính chào toàn thể các bác. Lâu lắm rồi em mới giới thiệu cho các bác xem một số dòng phụ kiện, và đặc biệt đó là củ loa rời, cộng với đó là các cái dòng như là phân tần loa. Thì lâu lắm rồi mới lên video mà mong các bác thông cảm nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác là các cái mẫu củ loa. Đây là củ loa Czech 4407, D4407 củ xoáy. Củ này có giá là 850.000 một cặp và bao ship cho các bác. Tặng cho các bác một con tụ. Đấy, một con tụ, một con chảo. Ở bên cạnh đây là cái củ Czech. Đợt này thì về lại kiểu khác một tí. Con này hàng phân khúc tầm rẻ nhé. Con này hàng rẻ, giá nó rất hợp lý thôi. 2,4 triệu một đôi, bao ship. 2,4 triệu một đôi, neo bi và bao ship cho các bác. Phân khúc hàng rẻ. Thì em cũng mong muốn là sắp tới em sẽ về được nhiều hàng rẻ hơn để bán cho các bác giá sập sàn luôn. Thay vì là bị các bác và anh em kiện cáo là bán đắt thế này thế kia. Đợt này sắp tới em về hàng giá cho tất cả các bác cùng anh em một cái mức giá mà không thể nào tưởng tượng được. Tại sao rẻ thế? Thì bây giờ em sẽ tháo mấy củ loa này ra cho các bác cùng xem nhé. Đầu tiên em sẽ tháo cho các bác xem là cái củ 4407. Thực hành là có một mình thôi, là hơi khổ tí. Mong các bác hết sức thông cảm. Đấy, như là hàng hãng, họ vặn ốc rất là chắc chắn. Vặn còn xoay luôn cả củ nam châm. Đấy, để tháo thực tế này cho nó khách quan. Chứ còn là tháo sẵn rồi thì nhiều các bác bảo là không giống như trong quảng cáo. Đấy, không hiểu các bác kiểu gì. Thì đây, em tháo thực tế đây cho các bác xem. Các cái dòng củ loa này thì trên thị trường có rất nhiều anh em cùng bán, và mỗi hãng, một hãng hay mỗi hàng của một cửa hàng đại lý thì bán ra nó sẽ giống nhau hoặc khác nhau về cơ số cái phần trăm tỷ lệ hàng. Ví dụ như là các cái dòng củ loa tép mà bên em có mà nhập được ấy, cái củ loa mà có tem xanh của chữ seri mã hàng này thì là gần như là phân khúc tầm trung cao cấp chứ không phải hàng rẻ. Còn những có những cái hàng nó kiểu là nhái nhái này nhưng mà không có tem, hình thức thì giống nhưng không có tem ấy, thì là nó là phân khúc rẻ. Bởi vì hàng nó có tem này là hàng kiểm định và có thuế mã đầy đủ. Còn các hàng mà không có thì nó gọi là hàng vác biên. Đây là cái củ nó check này. Con này là sử dụng là côn dây tròn. Đấy nhá, côn dây tròn 4407. Côn dây tròn nhưng tiếng nó hay. Tiếng nó sắc nét chi tiết và nó làm được cái việc mà nhiều cái loa khác không thể làm được, nên đến tận 18 hoặc 20 kHz và nó bị trừ rất là ít. Còn đây là cái củ DA 750 hay gọi là củ check 750 neo bi. Neo bi này thì có mấy loại nhá, trên thị trường giờ có phải tập 6 đến 7 loại. Cũng là neo bi, nhìn hình thức thì như nhau. Nhưng mà trên thị trường có 6 đến 7 loại của các hãng khác nhau. Và mỗi một cái hãng thì họ sẽ làm một cái tiêu chuẩn, một tiêu chí khác nhau hoàn toàn. Đấy, hãng thì rẻ nó đếm tiền, nhưng có hãng thì phải đắt cơ nó mới ra được tiền. Đây là cái hàng neo phổ thông hàng rẻ này. Đấy, con này là cối nhựa nhưng mà viền đồng. Và con này là dây nhôm này, nhôm dẹt này, các bác nhìn này. Dây nhôm dẹt và cái độ sắc nét chi tiết của nó khá là tốt. Nói chung là khá là được. Cái ốp của nó bằng kim loại. Con này dây nhôm nhé, phân khúc tầm trung và rẻ tiền nhé. Thì giá là chỉ có vào 2,3 triệu, 2,4 triệu một đôi thôi. Còn như là cái neo vòng niền khối của bên em vẫn hay bán ấy, các bác gọi là neo vòng, neo niền khối ấy, thì giá nó sẽ đắt hơn. Nó cũng kiểu hình thức nó như này thôi, nhưng mà của nó là không phải là neo bi mà là neo vòng. Nó nguyên một cục, nó kiểu như vòng này. Đấy, niền khối luôn. Và giá thì nó sẽ chắc chắn nó đắt hơn rồi. Còn cái hàng này thì em nói thật, lấy được rẻ thì bán rẻ chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, còn các bác mà kêu đắt thì cứ cửa hàng nào rẻ thì các bác tìm mua. Đấy, thì trên đây là hai cái sản phẩm mà bên em giới thiệu các bác nhé. Đây là con này là củ nỗ thoát Home Acid là 1 inch, à 1.4 inch. Cái con này này thì là cái Home Acid của nó là có 1 inch thôi. Đấy, 1 inch thôi, 2.5 cm từ góc này đến đây ở trong nhé. Cổ xoáy thì là 1 inch. Còn nhiều con nó cũng như này này, nhưng mà cái thép tử của nó sẽ mỏng hơn các bác nhé. Con này là thuộc dạng tầm trung, khá là dày rồi. Còn nhiều con cũng như này nhưng mỏng hơn. Đây, con này thép tử của nó rất là dày luôn. Đó. Và cuối cùng là cái phân tần, mà cái phân tần này phải gọi là bán rất là nhiều. Cứ mỗi lần lên video cái là bán được chục đôi, chục đôi, hai chục đôi, bán cả buôn cả này.
có rất nhiều, nên là các bác cũng săn đón và tìm mua khá nhiều. Cái phân tần này thì bên em gọi là phân tần chả nhôm. Đấy, đây mạch phân tần chả nhôm. Mạch này đa năng, bên em có thể cân chỉnh vào từng cái hệ noa theo nhu cầu của bên em, có thể tự động tùy ý điều chỉnh và phối ghép. Đấy, đợt này thì hãng làm trông chút tỉ mỉ hơn, là có bọc cái gen vào đây này, tránh cái dây nó té ra. Nhưng mà cái đầu cuối này thì không có, đầu cuối thì không có, đầu vào thì có, đầu cuối không có. Mạch này sử dụng là 3 chả nhôm 50W 2.2, 50W 12 và 50W 10. Đấy là chả ôm nhá. Còn tụ thì đều sử dụng MTB hết, 2.2 này, 12 này. Cuộn dây này 1.0 Henry này. Cái này 0.50 này. Đấy. Ok, thì trên đây là tổng quan cụ loa check phân tần loa cho các bác nhá. Em đang có một ít hàng này. Thực tế thì về nhiều lắm, nhưng mà quay tượng trưng một tí thôi, chứ còn quay nhiều quá các bác ghét. Bởi vì những cái củ rẻ này thì bên em sắp tới sẽ có rất nhiều, và khả năng là sẽ có một vài cái là em bán với cái mức giá mà các bác không thể nào tưởng tượng được tại sao nó lại hợp lý mà lại rẻ đến thế. Đấy. Bởi vì những cái hàng chất lượng cao như cái vỏ thùng súp này thì giá phải bán cao thì mới có công và có lãi, thì mới có công làm được. Nó làm nó rất là tốn nhiều công sức và nghiên cứu tạo nên một cái sản phẩm nó khác hoàn toàn với cái hàng có sẵn. Ví dụ cái hàng có sẵn thì cũng là mẫu kiểu P18, nhưng mà hàng có sẵn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn những cái hàng này gọi là hàng đặt, hàng thửa. Đấy, thì là nó sẽ cao cấp hơn và đắt tiền hơn, cũng như là gỗ bên em lựa chọn thì toàn là gỗ là cao cấp hết. Đấy, thì đây nhá các bác nhá. Đây là củ check này, đây là củ check này. Đấy. Tháo tung ra cho các bác xem. Các dòng này thì nó thường thường là côn chỉ có là dây tròn chứ không có là dây dẹt. Còn nếu mà 450 mà dây dẹt thì nó đắt lắm, loanh quanh gần triệu một đôi cơ. Thực tế thì có, nhưng mà em sẽ review trong clip lần sau. Đấy. Ok, hôm nay là chuyên về tấm trung và rẻ. Còn những cái loại cao cấp thì em sẽ review sau nha các bác nhé. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.